cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh N10 TV hôm nay ngày 28 tháng giêng năm 2021 gồm các bản tin sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi úc chỉ trích trung quốc nói một đằng làm một nẻo bộ trưởng tài chính úc cho rằng phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không nhất quán với hành động của Bắc Kinh. Chúng tôi đồng ý với quan điểm rằng các nước lớn không nên bắt nạt các nước nhỏ, như dường như không có sự nhất quán giữa lời nói và hành động, Bộ trưởng Tài chính Úc George Fadenberg nói với các phóng viên ngày 27 tháng Giêng. Tuyên bố của Bộ trưởng Fadenberg được đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới WSF được tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 25 tháng Giêng. Ông Tập nói rằng mối liên hệ giữa các quốc gia nên được điều chỉnh bằng quy tắc và thể chế, chứ không phải bằng sức mạnh. Nước mạnh không nên bắt nạt nước yếu, các quyết định không nên được đưa ra chỉ bằng cách phô diễn sức mạnh hay nắm đắm, Chủ tịch Trung Quốc nói. Bộ trưởng Friedenberg cho rằng phát biểu của ông Tập không nhất quán với những hành động cưỡng ép về kinh tế của Trung Quốc đối với Úc. Thực tế là Úc đang phải hứng chịu những động thái cứng rắn về thương mại. Ông nói thêm, mối liên hệ giữa Úc và Trung Quốc liên tục căng thẳng trong năm vừa qua, khi Úc kêu gọi điều tra nguồn gốc của dịch virus Vũ Hán và cấm tập đoàn viễn thông hàng đầu Trung Quốc Huawei tham gia mạng lưới 5G tại Úc. Trung Quốc đã áp thuế nhập cản đối với hàng loạt hàng hóa chủ chốt của Úc gồm lúa mạch, thịt bò, rượu, than đá. Bộ trưởng Thương mại Úc hồi tháng 11 năm ngoái đẩy ngỏ khả năng kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Trung Quốc nói máy bay áp sát Đài Loan để cảnh báo Mỹ. Trung Quốc nói máy bay áp sát Đài Loan là cảnh báo nghiêm khắc với thế lực nước ngoài sau khi chính quyền Biden tăng cường ủng hộ hòn đảo. Các cuộc diễn tập của Trung Quốc gần Đài Loan là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với thế lực bên ngoài, ngừng can thiệp và lực lượng ly khai, ngừng các hành động khiêu khích. Chu Phan Lành, phát ngôn viên văn phòng các vấn đề Đài Loan của Bắc Kinh hôm nay cho hay tuyên bố được ông Chu đưa ra sau khi Trung Quốc triển khai hàng chục máy bay quân sự tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan trong hai ngày 23 và 24, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Ông Chu nói rằng hoạt động của Quân Giải phóng Nhân dân PLA là cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp để đối phó với sự can thiệp từ bên ngoài, kể cả sử dụng vũ lực. Giới chuyên gia nhận định hoạt động vô trương sức mạnh quân sự quanh đảo Đài Loan là động thái đáng chú ý của Trung Quốc trong tuần đầu tiên sau khi Biden nhậm chức. Trung Quốc nhiều lần điều máy bay quân sự áp sát đảo Đài Loan, song các đợt triển khai hơn 10 chiếc mỗi lần trong hai ngày liên tiếp là điều hiếm khi xảy ra. Tuyên bố của văn phòng các vấn đề Đài Loan được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ cuối tuần qua cho biết cam kết của Mỹ với Đài Loan là vững chắc. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc ngừng ngay áp lực quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan, thay vào đó tham gia đối thoại với các đại diện được bầu của hòn đảo. Ông Chu cũng cho rằng Đài Loan là vấn đề cốt lõi quan trọng và nhạy cảm nhất trong liên hệ Mỹ-Trung. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực. Mỹ cắt đứt liên hệ ngoại giao với Đài Loan và chuyển sang công nhận chính sách Một Trung Quốc năm 1979, nhưng vẫn là đồng minh không chính thức và bên cung cấp vũ khí quan trọng nhất của Đài Loan. Thưa quý vị, chính quyền ông Biden phát tín hiệu siết hợp tác với Nhật đối phó Trung Quốc. Nhật Bản được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của chính quyền tổng thống Joe Biden nhằm tập hợp đồng minh của Mỹ để đối phó với Trung Quốc. Trong một động thái khiến các nhà lập pháp Trung Quốc lo ngại, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc trao đổi đầu tiên của ông với người đồng cấp Nhật Bản Nobukishi để tái khẳng định cam kết của Washington đối với liên hệ đối tác Mỹ-Nhật. Ông chủ ngũ giấc đài hối thúc Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tăng cường sự đóng góp của Nhật Bản vào vai trò mà Liên minh Mỹ-Nhật vẫn đang thực hiện nhằm bảo đảm an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chính quyền tân tổng thống Joe Biden đang tìm cách thiết lập lại các liên minh của Mỹ sau khi các mối liên hệ này bị rạn nứt dưới thời tổng thống Donald Trump do chính sách nước Mỹ là trên hết. Biot-Handy Chastnip, chuyên gia về Đông Á ở Tokyo, cho rằng Nhật Bản đóng vai trò chủ đạo trong liên minh của Mỹ dù chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chính quyền Joe Biden vẫn chưa được xác định. Tổng thống Biden và cả ứng viên ngoại trưởng do ông đề cử, Anthony Blinken, đều nói rõ rằng việc củng cố các liên minh của Washington trong khu vực sẽ là ưu tiên hàng đầu của Mỹ, ông cho biết. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga sẽ rất vui khi được đáp lại đề xuất từ Mỹ, vì ông từng cam kết sẽ duy trì các định hướng chính sách đối ngoại của người tiền nhiệm Shinzo Abe. Dưới sự lãnh đạo của ông Abe, Nhật Bản đã củng cố vai trò của mình trong liên minh với Mỹ và trở thành một bên tham gia nhiều hơn vào an ninh khu vực, chuyên gia nhận định. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp. Cộng đồng mạng phản ứng việc Trung Quốc lấy mẫu ở Hậu Môn xét nghiệm virus Vũ Hán. Trung Quốc bắt đầu áp dụng biện pháp lấy mẫu dịch ở Hậu Môn đối với những người có nguy cơ cao mắc dịch virus Vũ Hán, khiến cộng đồng mạng xã hội phản ứng kịch liệt nhưng lại được giới bác sĩ ủng hộ. Đài CCTV đưa tin giới chức y tế vào tuần trước đã lấy mẫu xét nghiệm từ Hậu Môn của cư dân ở những khu vực gần nơi dịch quay lại của Bắc Kinh, cũng như các trường hợp ở khu cách ly. Trong những tuần gần đây, một số thành phố ở miền Bắc Trung Quốc xuất hiện những vụ bùng dịch tại địa phương, buộc giới hữu trách ra lệnh phong tỏa các đô thị và triển khai chiến dịch xét nghiệm trên diện rộng. Cho đến nay, các nhân viên y tế thường lấy mẫu ở mũi, họng để xét nghiệm, nhưng trước tình hình mới, một số bác sĩ ủng hộ lấy mẫu xét nghiệm ở đường hậu môn vì cho rằng cách này sẽ nâng cao hiệu quả phát hiện dịch. Cộng đồng mạng Trung Quốc đã phản ứng trước sự thay đổi trên, thật may vì tôi quay về Trung Quốc sớm hơn một người dùng Weibo viết, một người khác cảm thấy thật sự bị sỉ nhục nếu bị lấy mẫu xét nghiệm như thế này. Cũng có người nói đùa rằng họ sợ nhân viên y tế quên đổi que thử trong lúc bận rộn lấy mẫu, theo Reuters ngày 27 tháng Giêng. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc cho hay cách lấy mẫu xét nghiệm kiểu mới sẽ không được áp dụng rộng rãi vì lý do bất tiện. Thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối cùng đề xuất xây trục khói G7 sang châu Á của Anh, gây phản ứng dữ dội. Nhật Bản và một số nước châu Âu bày tỏ lo ngại trước đề xuất của Anh về việc mời Úc, Ấn Độ và Hàn Quốc dự hội nghị của khói G7. Bloomberg trích dẫn một số nguồn tin từ giới ngoại giao cho biết chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Suga đã phản ứng mạnh mẽ trước sáng kiến của Anh. Chính phủ Nhật cho rằng mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh năm nay là tái thiết khối G7, chứ không phải thể chế quá mối liên hệ với những quốc gia khách mời. Các nước thành viên khác của châu Âu như Pháp, Ý và Đức cũng đã bày tỏ quan điểm tương tự như Nhật Bản. Một số nhà ngoại giao trong khối lo ngại rằng Anh đang cố gắng đi cửa sau để định hình lại khối G7. Thủ tướng Anh Boris Johnson từng mời Hàn Quốc, Ấn Độ và Úc tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Cold War tại Anh vào tháng 6 năm ngoái. Việc mời thêm các quốc gia khách mời vốn đã trở thành thông lệ đối với những nước đăng cai diễn đàn. Song vai trò đóng góp của những nước khách mời vẫn bị hạn chế đáng kể. Thủ tướng Johnson được cho là muốn tăng cường hơn nữa vai trò của những khách mời đối với diễn đàn G7. Trong một cuộc họp trực tuyến giữa lãnh đạo G7 ngày 22 tháng Giêng, anh đã đề xuất rằng Họ đang lên kế hoạch mời ba nước khách mời tham gia một vài phần trong các cuộc họp cấp bộ trưởng ngoại giao và cùng ký kết hiến chương xã hội mở với các nước thành viên. Theo giới chức ngoại giao châu Âu, động thái trên của Anh sẽ có nguy cơ đẩy khói g bảy rơi vào thế đối đầu với Trung Quốc và những nước khác, điều mà các thành viên đều hết sức tránh sau những nỗ lực ngăn cản cựu Tổng thống Donald Trump làm điều tương tự. Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ không đứng về phía nào trong vấn đề này. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.